thống kê từ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 183.000 trường hợp mắc mới ung thư, trong đó thì ung thư vú chiếm 25,8% bệnh ở nữ giới. Nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mới mắc phải, nhưng thực tế thì nam giới cũng có thể bị. Đây là thông tin từ buổi nói chuyện chuyên đề do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Chương trình được thực hiện bởi Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Gen Solutions với chuyên đề Tâm soát ung thư vú, chọn chủ động, trọn yêu thương. Trong cuộc sống có rất nhiều người khi được phát hiện mắc ung thư vú sẽ suy sụp tinh thần, trong khi thực tế nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm đạt đến 98%. Nói một cách khác, với ung thư vú nói riêng và ung thư nói chung, việc phát hiện sớm là cực kỳ quan trọng và hoàn toàn có cách. Với sự tham gia của các y bác sĩ đầu ngành như Bệnh viện Hùng Vương, Viện Phó Viện Di truyền Y học, chương trình đã trao thông tin về những thành tựu nghiên cứu phát triển giải pháp hiện đại giúp phụ nữ tầm soát sớm ung thư, trong đó có ung thư vú. Thông qua các câu hỏi, chị em phần nào hiểu thêm về ung thư vú, nhất là làm thế nào để ngăn ngừa và điều trị kịp thời.